bạn nha. Trời ơi, sáng hôm nay chị Banda phải đi ra để làm ruộng nè. Thấy chị Banda cực khổ chưa? Mà ở đây chị Banda cực gì mà mấy bạn xem video của chị Banda mà không nhấn like cho chị Banda. Chị Banda buồn quá à. Mấy bạn xem video của chị Banda thì mấy bạn hãy nhớ nhấn like nè và share video để cho chị Banda có động lực để làm thêm nhiều clip mới nha. Bây giờ thì chị Banda sẽ đi làm ruộng thôi. Tại vì á, mèo á kêu làm không chịu làm. Rồi có một mình chị vừa làm ruộng là vừa nuôi bò nữa, đủ thứ chuyện à. Trời ơi, chị có cái cuốc gỗ mà cũng gãy nữa. Đi chị Banda vô kiếm cái cuốc khác. Mèo, mèo à. Chuyện gì, em đang đào hết điện thoại, chị đừng làm phiền em. Trời ơi, mà cưng cũng rảnh thiệt chứ mèo. Giờ này cưng ra đứng đào hết điện thoại không nơi làm ruộng với chị. Làm ruộng chứ, chị làm ruộng rồi mà. Mình phải chia ra công chuyện làm trong nhà chị Banda. Chị làm này em làm kia hiểu không? Bà cưng nghe chị nói nè. Sao chị Banda? Bây giờ á, nhà thì nghèo khổ hả, đó sắp chết luôn, cây cuốc cũng không có làm. Giờ còn có cây cấp kim cương cũng dành cưng ôm cưng kẹp trong mình, nó không đưa cho ai mà cũng không lo đi mai nữa. Không có, chị xài đồ gỗ được rồi, còn em cây cấp kim cương là chứ em đang làm gì không? Mẹ làm cái gì? Em đào hắt điện thạch về là chủ yếu là cho cây cấp kim cương nó bị hư đi, chị hiểu không? Trời ơi, nhà nghèo quá không có gì xài mà em cầm cấp kim cương em xài em cũng tự cảm thấy thổ thẹn với bản thân nhà chị Banda, cho nên em sẽ làm cho nó hư đi để không còn cái cấp kim cương mình trong nhà nữa, để mình khỏi thổ thẹn với bản thân. Chị hiểu em không? Em còn khổ lắm chứ. Trời ơi, mấy bạn thấy chưa? Mèo á, lúc này thiệt là kỳ cục luôn á. Nhà thì nghèo nè, không có kim cương nè. Mà đi mai không ra mai, lo đứng nó đập hết điện thạch để cho hư cái cấp chơi vậy đó. Sao? Để sao? Để em giải thích cho chị nghe. Giải thích đi. Em tức vậy lắm cho nên em mới làm cái cấp kim cương để nó hư luôn. Tại sao tức? Em xách cái cấp kim cương nguyên một đêm hôm qua em đi tìm đồ em đào. Mà nói chị hai em đi đào từ tối tới sáng, không có cái quặng nào hết. Hôm qua khu vực của mình nó hết quặng rồi. Ủa sao chị vậy? Đi mai kiểu gì mà không có cái gì hết trơn á. Trời ơi, em đi mai nguyên một đêm hôm qua hay em mệt muốn chết, em chưa ngủ nữa. Nhưng mà em vẫn còn hận cái cấp kim cương này. Bây giờ mày đập thì nó hư luôn gì mà đài. Trời ơi, vậy là tính ra là hôm qua cũng có đi mai rồi đó hả? Đi rồi á, mà tại không kiếm ra được cái quặng nào hết á. Tự nhiên khu mình á, làm như nó hết đồ rồi. Nhưng mà vậy sao không ráng mai thêm em đi, rồi đi về đặt cái cấp vậy. Chứ giờ chị có cấp kim cương chị cũng không đi mai được. Giờ chị cầm cấp bình thường chị cũng không có mai được. Chị cần gì cấp kim cương đặt nó luôn. Đặt trời ơi, tính ra đừng có giấu mèo. Mèo à, đào lên kim cương thì giữ nó làm gì chị Banda? Để em giật nó luôn rồi. Còn cái cấp cuối cùng. Ê, chị mới suy nghĩ ra nè mèo. Chị mới vừa lé ra một cái này nè. Đi 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 về đây đừng. Giật em giật nó lại đi. Em chị về. Nè, bây giờ chúng ta sẽ trở về thế giới đồ gỗ của chúng ta hay chị Banda. Mình sẽ đừng có biết là chị đang chị muốn câm nín không? Sao chị về? Chị còn một cây cấp cuối cùng đó hả? Chị mới có một cái bí kíp để suy nghĩ ra chế tạo cho cưng một cái đồ để đi mai. Mà cũng giật luôn rồi. Chế tạo đồ đi mai thì cần gì cấp nữa? Mình lấy đồ đi mai đó mai thôi. Nhưng mà phải có cái cấp đó, cái đó là cái thành phần chính để chị chế tạo đó. Là chị cần thêm cái cấp kim cương nữa chị mới đó. Chế tạo được hả? Vậy sao chúng nó có một cái cấp trời ơi? Đồ chủ hả, chị lụm được nè, phải cấp của em, cho nên có cây của em à. Ủa, lụm đâu, lụm đi cấp nhắm hút như mèo. Không có, này em đi mai nha, ngày qua đi mai được bao nhiêu kim cương, em làm thêm cái cấp gì nữa. Ủa mai rồi bỏ túi riêng luôn vậy đó hả, người cơm chơi, bởi cũng không biết chị em là gì, bởi vì cưng ngựa cưng hết nhiều. Cái này là đồ riêng của em, chứ không phải đồ của nhà, cho nên là chị không được nói là nhà mình không có đồ, chị hiểu không? Bây giờ được rồi, bây giờ cũng muốn sống riêng tư với người cũng cưng thì riêng tư không nha. Có, em đâu có riêng đâu, cái này là vậy đồ. Bây giờ á, cưng cho chị cái cấp đó đi, chị sẽ chế tạo cho cưng một cái món đồ để mà cưng đi mai không có cực khổ nữa mèo. Thôi, cho chị rồi biết đâu chị không chế được rồi hả, em bắt cưng cái cấp sao đâu có ngu. Tại sao, cưng không có lòng tin với chị vậy? Thôi, chị nào giờ chị có chế được cái gì đâu mà chị... Thôi, em không tin chị, em không tin chị đâu. Mèo thì dễ chị kìa các bạn fan ơi, chị buồn quá. Nếu như mà chị mà chế được đó, ủa sao kỳ vậy? Thì đó, giờ em tin gì nữa, chị chế đi. Ủa, chứ để tin chị một cách nhanh với là mèo. Biết sao không? Sao sao? Bắt công chị khóc cũng có mình cho nghe, chứ có ai đâu nghe. Ủa vậy hả? Chế đi, nếu như mà chị chế không được, em sẽ đánh chị. À, đừng, chị sẽ chế cho em coi nè. Đó. Nếu như mà cưng không cho, chắc chị khóc tới ngày mai. Cưng phải nhìn đây để chị lụm lội coi. Ê, nhà mình còn bích tông nè. Ừ, chị chỉ có mấy cái đó thôi, chứ đâu còn gì nữa đâu. Xỉu nè, kệ, còn gì chị làm đó, có xe mỏ nè. Có xe mỏ. Ủa, bích tông còn quá trời luôn nè. Chị lấy nè. Chị lấy xe mỏ làm gì ạ? Chị lấy để chị chế tạo đồ cho cưng đi mai. Ồ, chế tạo đồ bằng xe mỏ hả? Đúng. Vậy không lẽ chị tính làm cái đường ray cho em ngồi lên xe mỏ chạy cho trong đó mai xong rồi chạy về nè. Đâu có đâu mèo, chị sẽ làm cái xe mỏ này á, nó sẽ hả cho cưng á một cuộc sống hẳn thơi hạnh phúc. No và không cần hoạt động tay chân biết chưa? Đừng đó chị làm cho em coi thử đi. À trước tiên á là chị sẽ chọi cái cốc ra nè. Đó nhưng mà đừng lơi lụm nha. Cái cốc đó của chị nha. Cái xe mỏ này đúng không? Rồi. Đó bây giờ mình sẽ cần 16 cục bê tông với sắt keo. Ấn vô. Vậy có ăn đồ đem cái đất đi đi chiến hả? Đem cái đất, đây. Ăn nè, cái gì cũng thôi ăn hết, nhưng không có làm mà cứ
rồi ăn xin ăn như là cái chị nói này em được rồi xong em ăn mà chị đưa cái trứng cho em. Nhưng mà cưng phải đào kim cương về cưng mới có người ăn mèo. Mình đâu có ăn kim cương được. Cho cưng coi cái trứng của chị đó mà. Mình đâu có ăn kim cương được đâu mà chị đưa em cái trứng. Không, cái đó mình sẽ đi tìm được kim cương đó. Rồi được rồi, cảm ơn chị Banda. Em sẽ đi up like cái trứng em ăn đây. Ấy vậy vậy mẹ. Nó đây em bỏ cái trứng cho cái lò là chị có than không? Trời ơi. Đưa than cho em. Em phải nấu cái trứng là cái trứng thì là một cái trứng thần thánh chị không mèo. Trứng thần thánh. Vậy là cái trứng đó mình thả ra được 1.000 con bò đúng không? Ơi nè, cưng nhìn cái trứng của chị nè mèo. Đâu? Đó. Thấy chưa? Wow. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy chị Minh Tân? Không, cái này chứ nó nhìn lại luôn. Nó đang hai cái máy gì nè? Cái này để chị nói cho em biết nha, cái này là một cái xe mỏ thần thánh, nó có thể đào ấy, nó thể đào đá cho mèo nè, và nó có thể đào được kim cương nè, và hắc điện thạch này nó sẽ đào bể luôn đó. Nó đào bể được hắc điện thạch. Ừ. Hồi nãy chị có một cái trứng làm sao chị thả được hai cái chiếc xe mỏ gì mà đang tại vì người chị lúc nào nó cũng như là lúc nào nó cũng sinh sôi nảy nở sẵn vậy mèo. Vậy hả? Ủa dạ. Không đập được luôn nè, không phá được luôn. Không, cái này đừng có đập bằng cái cấp, làm bằng tay không mới được. Đập vậy hả? Ừ đó. Ủa văng đồ quá trời luôn nè. Trời ơi, đập cái văng đồ món nó quá trời luôn. Em thấy cái này được lắm nè, mình có thể rách cái máy này được á chị Banda. Sao mẹ suy nghĩ sao? Một trứng chị đặt ra được một cái xe mỏ đúng không? À đúng. Sau khi chị đặt xong nó lại văng cái gì? Một trứng đặt ra được hai xe mỏ, sau khi chị đặt xong nó lại văng ra hai cái trứng. Vậy chả phải là mua một tặng một rồi sao? Đúng rồi, nó còn văng ra thêm xe nữa nè, nhưng mà điều nó văng cái xe đó mình không có làm được nữa. À, em có đem giữ được tới 3 trứng luôn nè. Ừ. Nè, em tự nhiên được 3 trứng luôn. Hồi nãy đặt ra một trứng, sau khi mình thu hoạch lại mình thu hoạch được 3 trứng. Hay vậy? Còn chị một trứng luôn nữa nè. Trời ơi, 4 xe được hả? Ừ. Thế vậy tính ra đặt vậy có lợi quá ha. Đúng rồi, vậy mình nên đặt ra và đặt thêm nhiều đi. Nhưng mà bây giờ vậy nữa nè mèo. Chị nói là nó đi mai được cho mình hết tất cả các quặng được luôn hả? Đúng rồi. Nó rất là hay luôn. Có vẻ như em không tin cho lắm. Vậy giờ em tin điều đó đi. Em sẽ thử hết á chị đang đánh ra. Đó. Giờ em sẽ thử làm nguyên một cục đá thiệt là to ở đây. Em sẽ xay nguyên cục đá thiệt là bự ở đây luôn. Đúng rồi, đào xay đi. Nó thả nó ra cho đi đào thử có được không ha. Trời ơi, cái này nó đặt một cái mọt luôn á mèo. Rồi được rồi, được rồi. Để em coi thử coi cái máy chị lợi hại cái nào. Trong thời gian á chị Banda chờ đợi cái cục thử thách của mèo á, thì chị Banda sẽ chế tạo một cái rương để cho cái máy đó nó đi mai á, xong rồi nó sẽ bỏ vô cái rương đó nha. Đây, cái máy đó thì sẽ chế tạo như vậy rất là dễ luôn. À, một cục cái con nè, giếp lại một cái phễu thì nó sẽ ra một cái đồ để đựng thôi. Ủa mà chị Banda quên nữa. Mèo có cái rương không? Cho chị cái rương đi. Rương này nhóc ở nhà vậy thì là chị đập nó đi. Trời ơi. Rảnh không đi làm đâu, cứ tối ngày bắt đập đồ ở nhà không à. Dạ có đồ thì lấy đi chứ cần gì phải làm chị Banda. Mà cưng có biết chị làm cái rương này để gì không? Làm gì vậy? Chị sẽ đặt nó ra đây nè. Bèo bèo. Đó. Để mà một hồi cái xe mỏ nó mai với mèo, tự nó sẽ biết đem được cái rương này nó để vào đây nè. Nó để vào cái rương này. Ủa chị Banda thấy không? Nguyên đêm qua đi mai không được gì hết trơn luôn chị Banda. Ừ mai không được mà chị thấy độ đâu, cưng có thấy đông lạnh luôn. Thì đó mai đâu được gì đâu. Em mai tàu mà ba này xong nè bực mình muốn chết luôn chị thấy. Ý là mèo mai không được á nha mọi người. Nếu như mà mèo mà mai được một cái chị nói chắc chắn chắc bằng núi luôn quá. Bởi em nói không có kiếm được gì hết trơn, tức quá đi về luôn á chứ cả mai tối mà anh kiếm được nhiều đồ là mở lại lên mai rồi nè. Thấy không? Là khủng khiếp. Không gì đâu không rồi đó. Không có được. Ôi, mẹ còn có luôn ngọc lưu ly nữa kìa. Cái này là phải ngọc lưu ly. Chứ cái gì? Ai biết đâu thấy nó xanh xanh đỏ đỏ mai về em lấy về. Thấy chưa nè, mẹ có vàng nè, sắt nè, ngọc lưu ly nè. Ồ có còn có redstone luôn nữa. Em đang thử thách cái cổ máy của chị á để em nghe chị quảng cáo ghê gớm quá. Cái cổ máy chị là đảm bảo 100% là mẹ sẽ hết hồn liền. Ồ. Ừ. Thôi ơi, chị dòm nè, cái thang của mình riết không còn gì hết trơn. Ê, mà quên nữa mẹ còn thang không? Cho chị thêm mấy cái khối thang đi. Khối thang hả? Ừ. Chị đâu rồi? Trời ơi, thêm rồ nữa. Giả mang thiệt. Em không có mai được cái gì hết á. Nè, khối thang nè. Rồi, em kiếm được có nhiêu đó rồi đó. Mắc tiền lắm á. Ngày hôm qua em đi mai gì cực lắm, em đi mai cực khổ lắm mới có được nhiêu đó á chị Banda. Bây giờ nói chị hả? Riết rỉ chỗ của mình không còn cái gì hết trơn. Quặng quẹt này cái nọ được không còn cái gì hết. Hệ bây giờ xuống cái hang chỉ còn toàn là đá rồi. Ừ, ngày qua đi mai đâu được cái gì đâu, bực mình cũng chết luôn. Đây. Ồ, mẹ mẹ có hát điện thạch nữa, điện thạch nữa. Hát điện thạch hả? Ừ. Ok, em sẽ cho nó hát điện thạch với em tặng nó một món quà luôn để món quà gì ạ? Để em coi thử coi cái cổ máy mà chị quảng cáo nó có thiệt sự là đúng như lời đồn hay không. Rồi cái máy của chị nó mạnh dữ lắm, tôi nghe tin vào điều đó. Ừ, đi. Chắc tới hát điện thạch là nó hết rồi. Cùng lắm là nó hát điện thạch luôn á, tại vì nó có hai cái cấp kim cương mà đúng không? Đúng rồi. Đây là quà anh tặng cho nó nè. Rồi, bách rắp luôn hả? Đây đây, bách luôn. Ôi, chắc chắn bách rắp nó sẽ bị thua, nó không bao giờ đào được bách rắp. Trời ơi, cái nghĩ sao vậy? Không, bách rắp chưa có cái loại cốc nào mà đào được bách rắp hết trơn á, cho nên đây, đây chính là món quà anh tặng cho nó là bách rắp. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Mèo đang khi dễ cái máy của chị Banda nè, giờ chị Banda sẽ cho mèo thấy này nha. Em đang thắc mắc chị Banda. Sao mèo? Nó đào dạng như sâu lá, sâu hay là cao, để em có biết em xây cao cao lên vậy hả? À, như vậy cũng được nữa mèo, cái máy chị nó rất là khôn. Nhưng mà điều nó đi thẳng một đường vậy thôi.
nhưng mà nó đào lên tận bao nhiêu lóc? Đó hình như đào chắc cũng chừng 2 lóc gì thôi. Hình như tầm 3 lóc thì chị không biết được không nha. Ok thôi em cho nó 3 lóc thử đi. Bây giờ mèo đã xây xong một cái con đường để thử thách cái máy, cái xe mỏ của chị Banda nè đó. Lửa thấy chưa? Đây, đầu tiên cái lớp dễ nhất là chính là lớp cát. Cái tới là đá. Cái này là đá thôi. Cái này là đá. Thang nè, vàng. Ở vàng chúng ta sẽ có lava. Ui, ghê. Đó mèo té rồi. Em thắc mắc là không biết nó có thể đi qua được lava không? Tại vì á, bình thường nếu mà mình đi mai mình gặp lava thấy là mình cũng bị cháy chết. Cái máy của chị nó có chống lại được lava không chị Banda? Trời ơi, thường thôi mèo, lava nước gì nó đi thoải mái luôn. Mẹ nước lava cháy nó cho em cười đau bụng luôn á. Còn trời. Nước chắc chắn sẽ làm chậm cái tiến độ của nó lại nên nước hả? Nó rút hết nước luôn mèo. Rút hết nước hả? Đảm bảo luôn. Không tin. Trời ơi, giờ con thể chóng mắt luôn mà nhìn chị nè. Em thấy tới cái này là nó thua liền. Tới cái tầng bedrock là coi như là hả, nó sẽ gãy cúp liền. Tại vì bây giờ nó đào mệt rồi, nó tới tầng bedrock rồi, nó không đào nổi bedrock đâu, em biết chắc điều đó mà. Bedrock là chuyện thường luôn mèo. Không có gì đâu được bedrock. Em nhìn này chị nè. Đâu? Bóp đó. Wow. Đây, cái máy chị bên đây đã đặt giờ rồi đây. Giờ nó một chiếc vậy? Ừ, tùy lớp mèo. Lúc nào nó vui thì nó 2 chiếc, mà nó buồn thì nó 1 chiếc thôi. Đúng không? Cái này cũng phải tính theo độ vui và độ buồn đó hả? Đúng rồi. Nếu mà trời nắng thì nó ra 2 chiếc, trời ơi thì 1 chiếc. Còn cái này là cái gì của nó nè, khi nó đào ở đây xong đúng không? Nó đầy ở trong xe nó rồi nè, nè trong xe nó cũng có chỗ để mình đẩy đầy hết cái con này đúng không? Nó sẽ chạy lên nó bỏ vô cái phễu này và cái phễu nó chạy xuống cái rương này hay chưa? Vậy là nó tự động hết luôn mà mình không cần phải lấy ra hả? Đúng rồi, mẹ chỉ cho nó than thôi. Rồi giờ chị bỏ than cho nó chạy nè, mèo nhìn nè, đó, rồi, chạy đi. Cái chiếc xe của chị cần được cái gì? Bỏ nó ra 2 chiếc luôn kìa đã. Đó, thì tại vì giờ nó đang vui đó mẹ. Ôi, chạy lên xe lửa luôn, chị bên đó đã vậy hay chưa? Đào sao nhanh quá vậy? Đào đào 3 lóc luôn đảo à? Wow, mình đào một lần một cục là nó sáng một cái là sáng cục. Rồi, nữa đào ba xe chị sẽ đó, cái ba kẹp nó sẽ cháy mình. Trời ơi, nó đào mất luôn lava hay gì chị thấy không? Ghê chưa? Sao nó đào luôn lava vậy? Không vậy tin được. Vậy mới hay đó mèo. Rồi 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 tới nước. Không thể đào được nước luôn. Đó nước. Nước chảy đi, nước chảy luôn kìa. Tụi nó đào mất nước vậy ta ơi. Ê, nó lội qua nước luôn đó, ghê chưa? Nó đào nước mắt luôn kìa, kinh dị đi. Wow. Ê, nó ê, nó chạy lên, nó cắt đồ vô rương này nè, mèo ra nhìn nè. Nó này rồi hả? Đó, đẹp chưa? Hai con luôn, chị Banda nó chạy luôn hai con kìa. Nè nè nè, con này cũng đang hai con. Nó bỏ đồ xuống phiểu, từ phiểu chạy xuống rương kìa, chị giờ mất cười lắm kìa. Đã chưa? Chạy vô chị Banda thấy nó bỏ sắp xong rồi đó, một hồi coi chừng chạy không. Nè, cái con này, cái con bên phải nè, đang bỏ vô nè. Rồi, con phải bỏ hết nè, chị coi chạy vô đông hang nè, con chạy vô, mấy con chạy vô không? Ơ, nó chạy đi rồi, nó chạy đi rồi. Chưa mèo. Cái gì? Ủa, mới đào cái này đầy nữa rồi. Trời ơi. Cái con này mau đầy quá hả? Con này đầy nè. Không bỏ cho hết con luôn này là nhiều khi á chị Banda, nhiều khi nó đào mấy cái xong nó đi ra nó bỏ vào cái con cái bên, cái con cái bên nó bỏ xuống cái phiểu. Chị giờ với cái phiểu nó đổi lóc liên tục mất cười lắm. À, ủa vậy không lẽ hả? Tao nó không chịu mà đào rồi nó đi mà nó đi sang qua con kia nữa ta. Ờ em nghĩ vậy chị Banda. Chị thấy giống gì không? Đáng lẽ vậy mới mốt mình phải cho một con chạy hay cho hai con chạy thật là phiền phức. Hình như là hai con này mạnh con nào đấy bỏ mà tại con kia nó muốn chờ ở con bên đây á chị Banda. À, còn nó chạy đi nữa rồi nè, chạy vô rồi nè, hai ba cái rồi để chị coi coi kỳ này nó quỳ mấy cái. Trời ơi, nó đi nữa rồi. Rồi chạy nó chạy rồi, nó đâu cái bước nó muốn chạy rồi. Cái câu này có chị nó bị điên rồi, cái lời nó đâu cái bước luôn. Bắt nó làm quá nhiều á, thấy không? Cái này chị đang thử cái này, nó đi tới đây đúng rồi đó, thử cho nó thử cái này chạy có lợi, coi nó đào được cái tay không chị. Ok, kìa thấy chưa, nó chạy luôn kìa mẹ, chạy được không đó? Nó chạy được tay luôn kìa, sao vậy? Ôi em sẽ thử thách đó. Này để coi mình đào được tới bao lâu. Nó đào nhiều quá bây giờ nó không có chỗ để luôn. Con này nó có lấy cái rương nó để thằng người luôn nè mèo. Cái con này mày ngu quá, bởi giờ nó không có chỗ để. Lấy rương để thằng người luôn, nó chặt cây được luôn rồi kìa. Rồi nó lấy cái phiểu của chị luôn rồi nè. Trời ơi. À, chị Banda. Này nhìn nhìn nó chạy lên cái phiểu đó chưa? Kìa đặt lên nó chạy lại hả? Chị đặt lên nó chạy lên nó bỏ vô nè. Chị coi con này vẫn còn đang cố gắng đi đào rồi. Con này nó đang say sưa nó quên con kia luôn rồi. Nó quên bạn tình nó luôn rồi. Ê cái này coi chừng cái này là con trai, con kia là con gái. Thôi chị Banda bắt nó lại để. Tôi quyết nó lại đi. Anh bắt nó lại rồi sao mà. Nè nó chạy lên đây nè, nó chạy lên nè. Cho nó dậy, nó dậy trong kia nó đào nữa rồi chị Banda. Ờ nó dậy vô thật. À đúng rồi. Vô 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 nó lại đằng lại đằng này nè. Vô vô để coi nó đào cái đất, coi nó đào cái đất làm sao. Đây đây vô đây vô đây. Rồi, chạy nó mất tiêu rồi. Rồi nó lại đi. Trời ơi, nó này. Thôi kể đi chị Banda, em có con khác nè. Quên rồi, cứ thả nó ra đi. Có cả chục con cũng mới vô thả nó ra đây. Đó, con trong này rồi. Nó cho nó thang nó đào được bao nhiêu. Tụi nó đào lần ra hai con luôn, mấy con này kinh khủng thiệt luôn. Mấy con này nó như là nó tự nó nhanh giống vậy. Nó đào á. Nó đào cả nó đào. Ê mà sao quá trời luôn chị Banda. Nó đào lên nó xếp thành dữ vậy ta. Có hiểu thì đẹp coi. Chị coi tự chị lấy đồ rồi hết khỏi cái mấy này nè. Chị Banda tới 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 chị thật đó. Ôi, một phát luôn. Wow! Đây bé đốc nè, bé đốc nè. Rồi, bé đốc bước luôn nè con. Wow! Ghê chứ mèo. Nó đào được cả bé đốc luôn. Đó. Đã chiến thắng rồi. Bé đốc nó rồi. Nó có đào được bé đốc không? Bé đốc nó có hạt đường thạch rồi, bé đốc nó ăn giọng nó mất tiêu chị thấy. Coi chừng bé đốc nó lấy không được á. À. Rồi, chính xác con này đào bất chắc luôn chị Banda. Còn nó đào
đào thì nó đào luôn cả không khí. Nó đào, nó đào, nó đào con rồng khoái luôn. Em đã tìm cái gì đó em chặt nó lên. Nó đào luôn kìa mèo. Trời ơi, nhìn cái nãy xét quá trời luôn kìa mèo. Nhìn kìa, cả chưa. Trời ơi, đồ đã không ta. Ê, nhìn cái nãy nó bông, nó bông kìa mèo. Xin. Ôi, đã không? Nhìn em nãy là phải giống đèn chớp kìa Vinh Na. Ôi, mẹ, chị cũng vô chị làm đèn chớp. Vô chị làm đèn chớp à. Lấy nó luôn hết. Lần nãy con bà bảy. Ủa, em xét đâu nhiều quá ta. Làm gì em xét không vô người mình. Nó chỉ chảy thôi. Vinh Na. Thấy không? Y như là em là trung tâm của mọi ánh đèn. Đang hút đèn á mẹo. Đang hút đèn, đèn chớp xung quanh em á. Ok luôn, cái máy chị tuyệt vời chưa? Chị Vinh Na ơi. Ủa, vậy là nó có kiểu chơi vậy thôi hả? Ờ, à, để cho vui rồi. Không có lên mèo. Ủa, tính ra mấy để mấy con này mai là mình không có ép xét luôn á. Đúng rồi, nó để cho vui luôn. Nó đi, nó đi ra sắp tới đầu rồi. Trời ơi, đi đâu mà đi dữ vậy? Rồi nó đem đồ đi cắt. Cái đầu rồi biết sao. Không, chị phải lấy đồ ra hết để mà nó chạy vô rương nữa. Cho nó đi vô. Chị coi cho em cho nó giải quyết đầu rồi nè. Rồi đi giải quyết đầu rồi đi. Đi. Ôi, tính ra cái này cũng cho nó cào nhà không đến hút được luôn á chị Vinh Na. Lần sau chị muốn thử cho đang hút đập máy được. Nếu như lần nào muốn chị Vinh Na cho đang hút bằng cái máy này á, và thả cho video của chị Vinh Na được 50.000 like đi, chị sẽ qua bên chị cào cào nát mấy cái nhà luôn. Mình thả tầm chục con này ra thôi, cào một phút 30 giây nát mấy nhà hút luôn á. Ok, nó cào để coi nè. Coi cào lên được không? Đó, coi nó cào được lên được. Ơi, để em thả con bên này để coi. Đó, đi vô. Nó đi tứ phía luôn. Ê con ơi, nó có đặt bể kiến không nha? Ừ, con này chắc là kiến rồi, bể rồi. Ê, hay là nó qua nó đặt con kia đó. 1, 2, 3, phập 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 phập. Không, bể kiến. Phập phập bể. Ủa, bể hả? Không, bể kiến chứ. Ghê chứ mèo. Nước nó đào là bập luôn. Mà con tính đi, nó làm sao mà nó rút hết nước luôn hay không? Nó đào nước, banh nước luôn, banh lấp nước luôn. Trời ơi, tính ra cái má của chị nó khô. Ủa, vậy ta, cái nhà bên kia xong là của ai ạ? Mình cào nó thử. Ôi thôi, cái nhà đó nhà của bà già, bà dữ lắm á. Vậy em chị đi qua cào nhà bà chưa? Đi qua bển hả? Bà to bà nhón luôn. Đúng chắc cào đầu luôn. Chị coi rồng anh tờ cho nên trước chị coi rồng anh tờ như bị sâu răng rồi chị. Trời ơi, rồi nó cào tới này cái miệng rồi. Rồng anh tờ nó bị virus tấn công đó bà, bị sâu răng rồi chị làm nè. Nó đang đột tới đây rồi. Rồi em đi cắt đồ để chị lấy con đồ con này ra. Mẹ ơi, mẹ có công nhận là cái xe mỏ của chị là vip chưa? Em thấy nó vip rồi đó, thấy nó quá rồi đúng không? Em chị không làm mà cũng có ăn rồi chị. Nhưng mà mình phải chịu cực khổ bỏ than nha. Ờ, mình phải đi tìm than. Đúng rồi. Nó đi mai về than cho mình. À, rồi mình chỉ bỏ thôi. Đúng rồi. Ok luôn. Và nếu như các bạn nào thích cái xe mỏ này của chị Banda thì hãy nhớ nhắn like cho chị Banda nha. Hãy nhớ share clip với chị Banda nè. Chị bạn nào mà share clip với chị Banda chúng ta sẽ thả tim nha. Nè, mai tao đi nè. À, trời ơi. Và clip chị Banda kết thúc rồi nha mọi người. Em chúc mọi người một ngày tốt lành nha chị Banda. Nó chặn cưng lại đó mèo. Ủa, cưng chặn nó lại. Ừ, nó không làm được. Nó tắt rồi. Ê, tính ra nó khôn ha. Thật là khôn. Đúng rồi, nó khôn quá.